Minh Đằng xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Network 51.3. Chào bác sĩ Vi Hồ, chào Amy. Dạ, chào cô Minh Nguyệt, chào quý vị khán giả của Đài. Amy xin kính chào quý khán giả của Đài, chào cô. Dạ, kính thưa quý vị, trong buổi phát hình lần trước thì chúng tôi có đề cập đến vấn đề những khối u ở trong vú. Thì trong buổi phát hình lần này chúng tôi sẽ xin nói thêm về những cái khối u này. Nó nguy hiểm hay là nó không nguy hiểm, hay là những cái nỗi lo sợ khi mình có những cái khối u này thì sẽ được chia sẻ thêm cùng với bác sĩ Vi Hồ. Và xin chào bác sĩ, là hôm trước mình có nói đến cái những cái khối u này rồi, thì mình có nói khối u lành tính, ác tính, thì như vậy khối u lành tính nó có di căn không bác sĩ? Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của Đài và hai cô đây, thì khối u thì có cái những cái khối u lành và những cái khối u không được lành, hay là nói nôm na là bị ung thư đó. Thì lành nhiều khi nó cũng có thể kéo dài, mà phần lớn là nếu mình càng lớn tuổi thì những cái khối u đó, khối u lành, vì đang nói chuyện về khối u lành, thì nó có khuynh hướng nó sẽ bớt đi. Với lại có thể cộng thêm những cái vấn đề khác mình có thể làm cho nó nhỏ lại, như là thí dụ mình ăn nhiều những cái như là chocolate, hay là uống nhiều cà phê, trà, những cái chất kích thích tố đó. Nếu mình bớt đi thì những cái khối u mà khối u lành nó có tương đối là nó sẽ bớt. Còn những cái khối u mà nó mà không may là những khối u dữ, thì những cái khối u đó nó có khuynh hướng nó trở thành ung thư. Thì một khi mà mình đã bị định bệnh là bị ung thư rồi thì sẽ có phải làm sao để mà mình tìm những cái chương trình, hay là có thể mình đi chữa trị. Thì cái cách chữa trị đó, kính thưa quý vị khán thính giả của Đài với lại cô Minh Nguyệt thì lại cô Amy đây, thì cái cách chữa trị đó nó cũng rất là có nhiều cách để chữa trị. Nếu mà mình khám phá trong cái thời kỳ mà nó còn sớm á, thì có thể mình mổ đi, lấy những cái tế bào hay là những cái khối u đó đi, tùy theo những cái khối u đó lớn hay nhỏ. Nếu mà khối u đó nhỏ đó thì mình chỉ cần cắt một chút xíu thôi thì cái ngực của mình cũng còn có thể còn giữ lại được. Nhưng mà những cái khối u đó mà quá lớn thì có thể họ phải cắt nguyên cái vú của mình đi để mà họ trị cho hết. Thì hiện thời bây giờ cũng có rất cái kỹ thuật mà về giải phẫu nó cũng rất là tối tân. Một khi mà họ lấy những cái khối u đó ra, nếu mà họ lấy những cái tế bào hay là khối cái vú của mình đi, thì họ có những cái cách khác họ làm, có thể làm trở lại để khi mà mình giải phẫu xong rồi thì cũng có thể có một cái bộ ngực khác, để mà khi mà mình mặc đồ có khi còn đẹp hơn nữa. Dạ vâng, có khi còn đẹp hơn nữa. Thì cái kỹ nghệ hay là những cái giải phẫu mà gọi là giải phẫu plastic surgery, hay là giải phẫu để cho đổi lại cái người mình á, thẩm mỹ đó, gọi là giải phẫu thẩm mỹ, thì nó rất là tối tân. Hiện thời có nhiều khi mình giải phẫu ngực rồi thì trong cái thời gian giải phẫu ngực thì bác sĩ mà giải phẫu thẩm mỹ sẽ vào trong đó để làm cấu hình trở lại một cái bộ ngực khác cho mình. Rồi đó là về giải phẫu, nếu mà trong trường hợp mà mình khám phá ra sớm, yeah. Giải phẫu rồi sau khi nhiều khi cái giải phẫu ra rồi để cho họ lấy hết biết là mình không còn những cái tế bào ung thư trong người nữa, thì có thể họ theo sau khi giải phẫu, để khi mà quý vị nghỉ ngơi được một thời gian, thông thường là 6 tuần lễ, thì họ sẽ có thể là xạ trị hay là hóa trị. Thì đó là, với lại nhiều khi họ có thể dùng cả 2-3 cái phương pháp như vậy chung với nhau, có thể là vừa mổ xong xạ trị, mổ xong có thể hóa trị, có thể là mổ xong hóa xạ trị luôn. Thì nhiều có những cái tế bào mà cái khối u mà nó quá lớn á, thì họ có thể dùng xạ trị hay là hóa trị để cho những cái khối u nó nhỏ lại rồi sau đó họ đi mổ. Thành ra cái cách mà họ chữa trị nó tùy theo những cái khối u của mình, nó là lớn hay nhỏ, nó có lan ra những nơi khác hay không. Thì bác sĩ mà chuyên môn về những cái để trị bệnh về ung thư đó sẽ họ sẽ nói chuyện với mình, rồi họ sẽ nói chuyện với mình với lại gia đình để coi thử là cái cách nào, để tìm ra một cách nào mà chữa trị cho quý vị được mà mau, không những mau mà có hiệu quả nhất.
Như vậy thì nãy bác sĩ nói u mà vú ở vú mà nó lành tính thì nó có thể khỏi hả bác sĩ? Dạ, thông thường lớn mấy cái đó là có thể khỏi. Nhiều khi mình càng lớn tuổi á, thì những cái khối u đó mà thuộc loại lành tính á, thì nó lại có thể nó nhỏ lại. Rồi có những cái khối u mà thông thường những cái em mà nhỏ hơn á, dễ bị, thì nhiều khi những cái khối u đó khi mà lớn lên á, thì nhiều khi họ lấy ra, nó lấy những cái khối u đó ra, còn không thôi họ cứ theo dõi thường xuyên. Nhưng mà vì phần lớn mình thấy á, là một khi những cái khối u đó mà nó lớn dần á, thì nhiều khi họ không muốn cho người bệnh nhân lo lắng, tại vì lúc nào cũng phải lo về vấn đề đó, thì họ có thể họ mổ ra. Thì thông thường cái đó đâu phải là ung thư, thì khi mổ ra rồi thì nó có thể nó không trở lại nữa. Nếu mà cái u vú ác tính đó, thì nếu để lâu thì nó sẽ phát triển ra thành tế bào ung thư theo từng giai đoạn, có khi là giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4. Thì xin bác sĩ trình bày thêm cái phần này ạ. Dạ, thưa, thông thường nếu mà không may những cái tế bào, những khối u đó mà nó biến chứng, nó trở thành những cái khối u mà nó trở thành ung thư á, thì mình càng tìm kiếm sớm thì càng tốt. Khi mà thời gian trong cái thời hạn mà còn sớm á, thì có thể là giai đoạn 1. Rồi cái thì là những cái khối u đó, những cái ung thư đó, chúng ta nó chỉ ở lại một chỗ thôi, nó không có lan ra nhiều nơi, nó không có ăn sâu vào trong những cái bắp thịt hay là ăn sâu vào xương, thì cái đó là cái mà dễ trị nhất, và cái thời gian mà mình sống sót á, thì nó rất là nhiều. Thì vì có những người bệnh nhân á, mà tìm kiếm trong cái thời gian giai đoạn 1 hay là giai đoạn 2, họ sống tới mấy chục năm, như là một khi mà trị xong rồi thì giống như là bình thường, trở lại không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nếu mà để lâu quá thì những cái tế bào ung thư đó nó bắt đầu nó lại giống như nó sinh sôi nảy nở vậy đó. Nó tạo ra cho nó có những cái mạch máu riêng, rồi những cái mạch máu đó lại liên thông với lại những cái mạch máu khác trong người mình, hay nó ăn thông qua những cái hạch đó, thì nó lại những cái tế bào ung thư nó lại di chuyển, gọi là Việt Nam mình gọi là gì, di căn phải không? Nó đi rất là nhiều nơi, không những là nó đi vào trong phổi, có thể nó chạy vào trong xương, có nhiều nơi, nhiều khi nó chạy vào trong ruột hay là colon nữa, với lại nhất là nhiều khi nó chạy vào trong gan nữa. Thành ra đó, một khi mà nó bị di căn rồi thì cách chữa trị nó cũng khó khăn hơn là khi mà mình ở trong giai đoạn 1 hay là 2. Thành ra là trở nói nôm na như vậy, nhưng mà trở lại vẫn là làm sao mà tìm kiếm cái bệnh ung thư sớm để mà mình có thể chữa trị một cách hữu hiệu. Dạ, như vậy trong lúc mà thí dụ như mình hóa trị, xạ trị này kia đó, thì tóc mình rụng rồi hay là móng tay, móng chân nó có thể thay đổi thì mình phải làm sao bác sĩ? Dạ, thật sự ra mà nói thì cái đó cũng... nó không được tốt, nhưng mà nó thực sự là nó cũng được, cũng tốt là nó là nói như vậy. Tại vì thí dụ như mình hóa trị á, thì những cái chất hóa học đó để nó trị cho cái bệnh ung thư, nó cũng nó có thể là ảnh hưởng cho những cái tế bào bình thường, thì những cái tế bào bình thường nó cũng bị ảnh hưởng như vậy. Thành ra là nhiều khi cái tóc đồ mình cũng có thể rụng, móng tay, nhiều khi có nhiều người cái móng tay nó trở thành mềm đi, rồi nhiều khi nó cũng nhăn lên, căng lên. Nhưng mà thực sự ra sau khi mà mình không hóa trị nữa thì cái tóc của mình, nhất là cái tóc của mình, nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà cái tóc mình trở lại bình thường nó cũng ngộ lắm nha quý vị, với lại Amy, đẹp lại hơn cũng, hả bác sĩ? Có thể đẹp hơn nữa. Ví dụ có nhiều người mà mới có 17, 18 tuổi, nhất là mấy người Mỹ á, nhiều khi mấy cô đó 17, 18 tuổi mà tóc trắng hết rồi, gọi là tóc bạch kim á. Thì khi mà một khi mà cổ có hóa trị rồi, thì sau khi mà không có chữa hóa trị nữa hết rồi á, thì tóc nó mọc ra trở lại, mà nó mọc ra đen. Nghĩa là từ mình già mình lại hóa thành trẻ. Thì rồi nhiều khi ủa, sao bữa nay thấy cô tóc đen trở lại, tóc Việt Nam gọi là gì, xanh, tóc xanh trở lại gì, thì lại trẻ ra. Thì cái vấn đề rụng tóc là chỉ trong một cái thời gian tạm thời thôi. Nhưng mà hồi đó là mình có thể dùng cái gì đó, cái tóc quýt hay là tóc giả. Vì cũng có nhiều người bạn hay là những người bệnh á, bệnh nhân của mình, họ mỗi lần vào phòng mạch thì là có một cái kiểu tóc khác nhau. Có bữa thì tóc dài, bữa tóc ngắn, có bữa thì tóc màu nâu, có bữa lại tóc màu vàng.
ủa sao bà này nhiều tóc thế, nhưng mà thực sự ra là chemo là họ dùng những cái wig đó hay là những cái tóc nhân tạo. À, không những là tóc nhân tạo mà bây giờ có nhiều loại đẹp họ lắm. Làm bằng cái tóc thiệt đó nha nha cô. Người ta rất là đẹp. Và donate nhiều cái tóc thiệt cho những người bị cancer đó. Hình như là có một cái hội á, có một cái hội họ chuyên môn có thể như là cái hội ung thư Hoa Kỳ. Nếu mình không may mình bị ung thư, mình trị quá trị hay sau đó mà cái tóc mình bị ảnh hưởng thì họ sẽ cho mình những cái bộ tóc giả đó mà không free, không phải trả tiền gì hết. Mà mấy cái đó thực sự nó cũng mắc lắm á nha. Dạ mắc là mắc. Nhưng mà họ là có cơ hội như vậy. Rồi trong cái thời kỳ mà quá trị nhiều khi mình ăn uống không được á, cô Minh Nguyệt, nó bị giống như bị nhợn trong người, có nhiều khi ói không muốn ăn. Thì cái đó là bác sĩ họ sẽ cho mình cái thuốc ói. Thì thông thường trước khi mình muốn ăn thì khoảng chừng 30 phút tới 45 phút mình uống mấy cái đó, thuốc mà trị ói á, thì là nó bớt lại, có thể mình ăn được. Nhưng mà thông thường không nên ăn nhiều cùng một lúc, có thể mình ăn từng chút á, nhưng mà ăn nhiều lần thì là nó bớt ngán hơn. Có nhiều vị nhiều khi ngày xưa ăn thịt được mà một khi mà trị chemo rồi á, nghe mùi thịt cá là nhiều khi họ không muốn ăn nữa. Thì có những cái chất supplement như là có thể như là để mà bồi dưỡng đó, thì đó là như cái sữa, như là cái sữa Ensure, hay là có những cái chất mà có nhiều chất protein mình có thể mình bỏ, chất đạm á mình có thể bỏ chung vào chứ những cái nước uống của mình để trong người mình có thêm cái chất calorie hay là chất bổ, uống vitamin nữa. Cái bệnh ung thư vú hiện giờ được coi là không đáng nguy hiểm phải không bác sĩ? Nếu phát hiện càng sớm thì cái cơ hội sống còn rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Tại vì cái bệnh ung thư vú này thì tại vì khoảng chừng 30 mấy năm trở lại á, thì cái cách cái sự nghiên cứu máy móc nó tối tân hơn. Thì có thể là mình không những là mình làm chụp hình nhũ ảnh, nhưng mà có thể siêu âm, rồi bây giờ nó họ có những cái chương trình khác như là gọi là MRE, thì cũng giống như là cái dùng cái từ trường, cái MRI là dùng cái từ trường để mà định trong những cái khối u đó nó như thế nào. Thì bây giờ họ dùng cái giống tương tự như vậy gọi là MRE, thì họ những người mà có cái cơ hội để mà bị ung thư vú cao thì có thể bác sĩ có thể order, có thể ra toa để mà đi dựa làm cái hình chụp đó, thay vì chỉ chụp thông thường là nhũ ảnh hay là siêu âm, họ có thể chụp cái MRE luôn. Thì cái đó nó thấy rất là nhiều chi tiết hơn. Thì có nhiều khi những cái khối ung thư mà nó bắt đầu chút xíu như vậy mà mình chụp theo cái MRE thì có thể mình tìm thấy những cái khối u đó khi mà nó còn rất là nhỏ. Nếu mà khi mình tự khám vú của mình đó, mình phát hiện những cái hạt giống như nhỏ cỡ bằng đầu ngón tay thôi, mình có nên bỏ qua để và mình không có cần phải gặp bác sĩ không bác sĩ? Vi nghĩ là nếu mà cái đó là những cái mới mà trước giờ mình chưa bị như vậy, là những cái mới mà hay là có những cái sự thay đổi nào trong cái ngực của mình á, thì cũng cũng nên bình tĩnh, nhưng mà cũng nên đi khám để mình có cơ hội để mình tìm hiểu. Có thể là nếu mà chưa có thời kỳ để mà trước giờ chưa có chụp nhũ ảnh hàng năm, thì họ khuyên là chừng 40 tuổi trở lên thì cũng nên có một cái nhũ ảnh, chụp hình nhũ ảnh, để cái đó coi giống như là làm căn bản. Cái sau này có thể là mình có những cái 1-2 năm sau này mình chụp để có mình một cái để mình so sánh. Còn phần lớn là 50 tuổi trở lên thì ai cũng nên chụp hình ngực mỗi năm. Và cái điều lo lắng mà của tất cả quý vị phụ nữ là khi chụp hình vú kêu đau. Cái máy đó khi mà nó ép cái ngực của mình xuống thì nó đau lắm. Không, bây giờ không mong rằng sao mà khoa học tiến bộ thì có thể nào chụp mà không phải ép ép cái ngực mình xuống. Nhưng mà nó đau chút xíu thôi. Dạ. Thôi cái này. Nhưng mà cả hai bên và phải mất cỡ chụp phải 4 lần như vậy đó. Dạ. Mới là xong cái thủ tục mà để chụp hình. Ai cũng sợ cái chuyện đó lắm, rất là sợ. Nhưng mà chẳng thà mình không có được
comfortable hay là không được hay là đau một chút. Yeah. Nhưng mà chừng 10-15 phút nhưng thì mà nó mình hết. Sẽ... Nhưng mà nếu mà có vấn đề gì thì mình tìm kiếm được sớm. Mình không phải đau lâu. Không phải đau một chút hơn đau lâu. Không phải đau về nhiều chuyện nữa. Yeah. Sau này phải lo mổ này, phải lo chụp hóa trị rồi phải xạ trị đủ thứ hết, rồi vấn đề tinh thần của mình, tài chính, tinh thần gia đình, rất là đó là những cái mối lo mà thông thường nếu mà mình có thể tránh được thì mình cũng nên tìm cách để mà tránh cái đó đi. Và Vi cũng hồi nãy Quỳnh nói là vấn đề ăn uống nữa đó cô Minh Nguyệt. Yeah. Với lại cô Amy, vấn đề ăn uống người ta nói là ăn uống nhiều chất béo, không có hoạt động hay là hút thuốc nữa. Nhưng mà phụ nữ Việt Nam mình phần lớn là ít hút thuốc phải không? Nhưng mà nếu mình ăn chất béo, mình ăn mấy cái nuts hay là mấy cái almond hay walnut này kia. Mấy cái đó là rất là tốt đó. Tốt. Thì những cái chất béo trong đó nó tốt, với lại nó có nhiều cái vitamin hơn. Chất béo từ chất béo có thể từ thú vật á. Ví dụ như là cái những gọi là red meat hay là thịt đỏ. Yeah. Thịt đỏ thì giống như là gì? Thịt bò, thịt cừu. Còn thịt gà, người ta nói thịt gà nhưng mà thực sự ra nó chưa đúng ra. Thịt gà phải chọn lọc dữ lắm á, tại vì thịt gà cũng chưa chắc á là nó đã không có ít chất mỡ hơn là thịt đỏ đó. Yeah. À còn một câu hỏi nữa là gần đây thì người ta cũng thích uống sữa đậu nành lắm bác sĩ. Mà trong sữa đậu nành á nhớ có những cái hormone có không tốt cho phụ nữ phải không bác sĩ? Thông thường á là sữa đậu nành nó có một cái chất là giống như là chất hormone mà estrogen. Giống như estrogen hay là chất hormone của người phụ nữ á. Thì bởi vậy những cái quý vị nào mà thí dụ như là ăn sữa đậu nành nhiều, uống sữa đậu nành phụ. Hay là ăn đậu phụ này kia, thì thực sự ra cái khi trong cái thời kỳ mà mình mãn kinh á, yeah. Trong cái thời gian mình mãn kinh, có người thì có thường một vài năm, có người kéo dài, có thể kéo dài tới 7-60 năm, thì cho thấy là những cái phụ nữ nào mà ăn đậu nành, uống sữa đậu nành hay là ăn đậu hũ này nọ kia thì cái những cái triệu chứng đó nó lại bớt đi. Bớt như là bớt cái triệu chứng mà cho cái gọi là menopause hay là đi vào trong cái thời kỳ hồi xuân đó thì nó bớt. Nhưng mà trong những quý vị nào mà trong cái ngực mình có những vấn đề như là nó đau, nó nhức hay là mình có những cái khối u đó rồi á, hay là bị định bệnh là bị ung thư ngực á, ung thư vú á, thì cái đó mình nên tránh, tại vì nó có cái chất hormone trong đó nó làm cho cái những cái tế bào trong cái ngực mình nó căng ra hơn, thì nó có khuynh hướng nó có thể thay đổi những cái bướu đó, nó trở thành những cái bướu không được tốt thì cũng bớt. Nhưng mà bởi vậy thành ra nhiều khi mình cũng tùy cái người mình như thế nào. Yeah. Chứ ăn đậu hũ thì thực sự nó rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mình có nguy cơ đó, mình lo được ăn nhiều thôi hả bác sĩ? Dạ đúng. Dạ, được ăn ít thôi thì được phải không? Dạ. Tại đậu hũ cũng ngon lắm. Nhất là đậu hũ nước đường. Dạ. Đậu hũ chiên hả? Đậu hũ chiên, đậu nước đường, đậu hũ dồi, đủ thứ hết trơn. Thành ra nhưng mà cái đó thực sự ra phụ nữ mình á, cái đậu hũ cũng rất là tốt. Với lại một cái khoai á, cô Minh Nguyệt, cái khoai lang á, khoai lang của mình là cái giam á, khoai lang hay là khoai cái khoai gì mà nó có màu tím bên trong á, là khoai lang Dương Ngọc vậy. Đó, mấy cái khoai lang nó cũng tốt lắm, ăn cũng thực sự ra nó cũng có rất là cái chất mà hormone mà thiên nhiên. Thành ra mình ăn đậu hũ này, ăn khoai thì cũng rất tốt cho phụ nữ. Nhưng mà thí dụ trong người mình có vấn đề á, nhất là về bộ phận ngực của mình, vú của mình thì cũng cái đó cũng nên để ý. Hạn chế lại. Dạ. Dạ, một lần nữa thì PPSOS xin rất cảm ơn Dr. Vi Hồ đã đến tham gia buổi talk show ngày hôm nay. Rất mong sự hiện diện của bác sĩ trong những buổi nói chuyện sau để chia sẻ những cái kiến thức của quý của bác sĩ đến mọi người. Thì để cho mà chúng ta phòng ngừa được cái bệnh ung thư nguy hiểm này thì xin quý vị phụ nữ cũng như nam giới cũng có thể là khám ngực và chụp hình ngực mỗi năm, hoặc là chia sẻ đến những cái thông tin này đến những mọi người để mang những cái hiểu biết để phòng bệnh một cách nó hữu hiệu. Đừng vì những cái
lời giống như là nói là dạ không sao, không cần phải khám, không có sao đâu, đi chụp hình là sẽ bị cái này bị cái kia, thì những cái đó là không có đúng, những quan điểm như vậy không đúng, chúng tôi nghĩ như vậy. Nếu quý vị có thắc mắc hoặc có cần thêm những cái thông tin gì, xin quý vị liên lạc với văn phòng PPSOS ở số 281-530-6888. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị. Một lần nữa, Minh Đoàn xin kính chào quý vị.